Chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cái cách chúng ta cài đặt tiếng Trung vào trong hệ điều hành Windows nha. Rất là đơn giản thôi mọi người ạ. Nào ok, let's go. Sau đây các bạn theo dõi mình làm nha. Rồi, mọi người ơi thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhanh nhá. Thì mọi người chịu khó làm theo mình một chút. Ở đây thì mình đã cài đặt cái con trỏ chuột cho nó cho mọi người dễ nhìn một chút nhé. Rồi, đợi mình một chút. Đây, mình cài đặt sang cái màu xanh nhé. Đây, mọi người có thấy cái con trỏ chuột màu xanh này không? Rồi, đầu tiên nhé, mọi người vào cái phần Windows này mọi người này. Ở đây cái ô cửa sổ này. Đây, mọi người có thể đây. Mọi người ấn vào cái cửa sổ này. Đó. Cửa sổ này nó sẽ hiện lên cái thanh công cụ như thế này mọi người nhé. Mọi người chịu khó để ý một chút thì làm sẽ rất là nhanh thôi. Mọi người ấn vào cái hình răng cưa này. Đó, ấn vào cái hình răng cưa này giúp mình. Xong tiếp đó mọi người ấn vào phần kéo xuống nhé. Mọi người kéo xuống mọi người thấy cái phần giờ và ngôn ngữ này mọi người này. Đó, thì ở đây mình muốn thêm ngôn ngữ thì mình ấn vào phần ngôn ngữ mọi người nhé. Ngôn ngữ này ở máy của mình thì cái lúc mình mua máy đấy mọi người thì nó đã có tiếng Việt và tiếng Anh rồi. Thì bây giờ mình muốn thêm tiếng Trung nữa thì làm thế nào? Thì bây giờ mình muốn ấn vào thêm tiếng Trung thì mọi người ấn vào thêm ngôn ngữ này và mọi người gõ giúp mình chữ Chile SN đó, chai lít mà mọi người. Đó, thì ở đây mình muốn cài đặt tiếng Trung giản thể nhá. Tiếng Trung giản thể thì sẽ nhiều người dùng hơn. Đó, mọi người chỉ cần thêm vào thì máy sẽ tự động và ấn phần tiếp theo. Máy sẽ tự động nhận biết và hỗ trợ mình cài đặt. Rồi, ở đây thì các tính năng ngôn ngữ tùy chọn này, văn bản tiếng nói này và nhận dạng giọng nói viết tay nhá. Thì mọi người cứ tích hết vào giúp mình nhé. Đây mọi người tích hết vào giúp mình. Đó. Mọi người cứ làm y chang như mình. Đó. Xong rồi mọi người ấn vào phần cài đặt nha. Cài đặt. Rồi. Xong tiếp đó mọi người chuyển qua cái phần thanh nhỏ này. Xong mọi người chỉnh tiếng Trung. Ở đây nó có phần tiếng Trung giản thể. Tức là chúng ta đã cài đặt thành công nha. Đó. Đó. Bây giờ mình đã có tiếng Trung rồi này. Đó, ở đây nó có chữ Trung này. Rồi. Và bây giờ mình sẽ thử gõ thử mọi người nhé. Mình sẽ thử gõ xem mình đã có tiếng Trung chưa. Rồi ok. À đây đây. Mình sẽ vào Google và mình gõ thử tiếng Trung xem có cho mọi người nhé. Ví dụ mình gõ từ thế giới đi. Thế giới sư chào. Ấn sư chào. Rồi ok. Đó, sư chè la mà ta đi. La mà ta. Na mà. Na mà ta. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người. Còn nếu như rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và theo dõi hết clip của mình nhá. Có phần có lúc chỗ nào mà mọi người xem mà mọi người không hiểu hoặc còn mọi người không cài đặt được thì mọi người cứ comment hoặc là mọi người nhắn qua Facebook cho mình nhá. Mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người. Mình lúc nào mình rảnh thì mình sẽ hướng dẫn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người cài đặt thành công nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người.